Chúng tôi có gì tôi thì thay mặt trong địa bàn bên đầu tâm trong nhóm người thấy của công giáo trong hàng đại tâm. Tôi là người là trưởng chú ở đây thì chúng tôi xin cảm ơn đoàn từ thiện mà chúng tôi còn lấy gì hơn đáp ứng để phù hồi giúp cho đoàn từ thiện tươi tình bình an và cho xin bà bầu mẹ để phù hồi cho đoàn từ thiện sau này thì các từ thiện cũng giúp đỡ cho chúng tôi thì chúng tôi không có gì hơn cảm ơn rất cảm ơn nhiều thì tôi chỉ chúng tôi chỉ thay mặt cỡ đó thì cảm ơn các anh. Dạ cảm ơn rất nhiều. Một cái tình cảm con nghĩ là nó quá trân quý và cảm giác như nó gần gũi thiết tha quá bởi vì không nghĩ là toàn từ thiện chúng tụi con tới đây mang trả được bao nhiêu gọi là cái đóng góp được bao nhiêu hết nhưng mà thấy sự đón tiếp rất là nồng nhiệt của bà con ở đây và đặc biệt những cái phần quà và những cái món ăn tinh thần và những cái sản phẩm mà bà con làm được á làm rất là tỉ mỉ và tặng cho đoàn của tụi con cảm giác rất là biết ơn và sẽ có một ngày là tụi con sẽ có những phần quà và quay trở lại đối với bản làng bên mình bởi vì là thấy bản làng bên mình ở đây trẻ em rất là nhiều mà không biết là trẻ em ở đây có được đầy đủ và có được quần áo đầy đủ rồi sách vở và đến trường hay không bởi vì sao là thứ nhất là mình ưu tiên cho trẻ con, ưu tiên tất cả các em bé làm sao tất cả các em trên đất nước Việt Nam mình đều được đến trường, đều được có cái chữ để cùng là sánh đôi với lại sánh cùng với lại những bạn bè cùng trang lứa và các bạn cũng đi ra và được học hành, được lớn lên và được gọi là giúp ích cho xã hội. Hy vọng là bản làng mình sẽ có nhiều cái là đột phá hơn được động viên tất cả các em được học hành nhiều hơn học tập và học hành nghề nghiệp tốt hơn để đưa cái bản mình thành một cái bản là có học vấn rất là tốt. Xin cảm ơn bác trưởng làng ở đây rất là nhiều và hy vọng chắc có sẽ có một ngày đoàn tụi con sẽ quay lại đi bởi vì cái chuyến này tụi con đi cũng bất ngờ quá. Tụi con chỉ là đi lên đây gọi là du lịch ở trên này thôi thì cũng được rất là nhiều người chỉ đường dẫn lối để tụi con đến được một nơi mà thấy hoàn cảnh còn rất là nhiều thiếu thốn thì không có gì hơn thì tụi con có chút tấm lòng thành rất là nhỏ luôn á nhỏ nhưng mà được sự đón nhận quý giá của làng bản ở đây và tất cả các bà con rất là nhiều ạ. Hôm nay là cũng được bà con ở đây đẩy một món rượu rất là
trong bên đi, chờ thêm trong chờ vui bên thành. Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh vui, đẹp biết bao, biết mấy tự hào. Sài Gòn nơi ca nước bay chào, đâu đã tung bay cao qua hết rồi. Phương đâu xa 30 năm nay đã gặp nhau, vui sao nước mắt lại trào. Ừ, phải tay chào đi cả nhà ơi, chào đi, chào chào quay đi cả nhà ơi.